Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream trò chuyện về mùi hương lần đầu tiên được tổ chức bởi Ka Concept và Not The Same Lab. Và trong những tuần vừa qua thì chắc hẳn là cuộc sống của mọi người trong chúng ta đều bị thay đổi ít nhiều vì sự ảnh hưởng của virus Corona-19. Và hôm nay là một ngày chủ nhật. Nếu như bạn không phải đi ra ngoài, không thể hội họp với bạn bè và không có việc gì phải làm thì hãy ở lại đây cùng chúng tôi tham gia vào livestream ngày hôm nay để chúng ta cùng giải đáp và học hỏi những kiến thức về nước hoa, về mùi hương. Và đặc biệt hơn là trong phần giải đáp thắc mắc ngày hôm nay, bằng cách để lại câu hỏi ở phần bình luận bên dưới, khách mời sẽ chọn ra 3 câu hỏi hay nhất để dành tặng 3 phần quà dành cho 3 câu hỏi là 3 bộ Deluxe Vial nước hoa Kilian Paris được tài trợ bởi Ka Concept. Và đừng quên nhấn nút like và share livestream ngày hôm nay để có nhiều người cùng tham gia với chúng ta hơn nhé. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay để trò chuyện hiểu hơn về mùi hương, Ka Concept xin được giới thiệu cho mọi người khách mời ngày hôm nay, đó là perfume artist chị Ray Nguyễn. Xin chào chị Ray. Chào các bạn. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu những câu chuyện về mùi hương sâu sắc hơn thì chị Ray có thể chia sẻ với mọi người một chút về những cái ngày mà mình giãn cách xã hội trong những ngày virus Corona-19 vừa qua, cái hoạt động của chị có thay đổi hoặc là cái cuộc sống của chị nó có thay đổi gì nhiều không ạ? Nghệ sĩ mùi hương, về điều hương thì hầu hết các thời gian là ở trong phòng lab rồi nghiên cứu phát triển sản phẩm, cho nên thật ra về tính chất công việc thường xuyên thì thật sự là không có thay đổi nhiều. Nhưng mà như Thảo và các bạn cũng biết thì Ray và Not The Same Lab cũng thực hiện khá là nhiều những cái chuyên đề workshop chia sẻ về mùi hương, khá là nhiều chương trình đã thực hiện ở Ka ở đây. Dạ, đúng rồi. Thì cái ngày như vậy chắc chắn là mình phải tạm hoãn những cái hoạt động như vậy, chắc đó là cái sự thay đổi lớn nhất. Xin giới thiệu với bạn một chút là chị Ray Nguyễn đây đã từng tổ chức rất là nhiều workshop và talk show liên quan đến mùi hương bổ ích ở tại Việt Nam và cả Nhật Bản. Thì được biết là chị Ray Nguyễn là một perfume artist, là một nhà điều chế mùi hương. Thì chị Ray có thể chia sẻ với mọi người hiểu thêm một chút về công việc hiện tại của mình được không ạ? Cho phép Ray tự xem mình là một nghệ sĩ mùi hương hơn là một nhà điều chế. Nhà điều chế nghe nó to tát quá đúng không? Thì thật ra mọi nghệ sĩ đều hướng tới cái đẹp. Thì cũng giống như là một người họa sĩ vẽ tranh, một người nhạc sĩ sáng tác nhạc, hay là một nhà văn họ kể câu chuyện. Thì công việc của Ray và những cái nghệ sĩ mùi hương đó là sử dụng mùi hương và thông qua những cái tạo hương để kể lên cái câu chuyện của mình. Nó có thể là một cái cảm xúc, nó có thể là một cái triết lý, một cái nỗi lòng mà mình muốn tỏ bày thông qua mùi hương. Dạ vâng. Thì với chủ đề ngày hôm nay, Ka Concept mang lại cho mọi người đó là làm cách nào để gây ảnh hưởng với người khác bằng mùi hương. Thì Ka Concept đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn xoay quanh về vấn đề là không biết làm sao để mà lựa chọn được một mùi phù hợp với cái việc là mình đi ra ngoài, mình gặp một ai đó và mình muốn gây ấn tượng với họ mà mình không biết mà sử dụng mùi như thế nào. Thì hôm nay là chị Ray có thể chia sẻ một chút về cái chủ đề này được không ạ? Dạ. Chủ đề hôm nay là gây ảnh hưởng với mùi hương đúng không? Thì mình có cái ý đó là gây ảnh hưởng. Thì bây giờ chị thử hỏi Thảo đi. Thảo nghĩ là nếu như mà mùi hương gây ảnh hưởng thì rốt cuộc là gây ảnh hưởng cái gì? Và tại sao có khả năng gây ảnh hưởng? Em nghĩ là khi mà mình tiếp xúc với một người nào đó thì cái ấn tượng ban đầu của mình về một người nào đó thì chắc chắn là nếu mà mình gặp ở ngoài thì chắc chắn là sẽ là bề ngoài rồi, bề ngoài rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có một cái kích thích của mình hơn, đó là mùi hương. Thì em giống như là mình vô tình đi ra ngoài đường, mình cũng không quen biết người đó là ai, nhưng mà vô tình người ta đi ngang mình và cái mùi hương của người ta lưu lại làm cho mình ngửi thấy cái mùi hương đó. Và vô tình ở đôi khi là mình cũng hình dung được là cái tính cách, cái sở thích của người ta như thế nào, cái nội tâm của người ta như thế nào và cái gu mùi hương của người ta như thế nào. Thì cái mùi hương nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm nhận và cái ấn tượng đầu tiên của mình về một người nào đó mà mình gặp qua. Em nghĩ là vậy.
Như vậy thì cái từ khóa mà chị Ray nghe từ cái câu trả lời của Thảo đó là ảnh hưởng tới cái cảm nhận, là cảm xúc của mình đúng không? Dạ vâng. Thì có thể thông thường thì mình sẽ nghĩ là mùi hương bởi vì nó thơm cho nên là nó ảnh hưởng đến cảm xúc đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta thử ngồi và đặt câu hỏi sâu hơn một chút xíu là tại sao thơm lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mình á, thì mình có thể nhìn một chút xíu về một chút xíu về khoa học đằng sau nó. Thì thật ra cái khứu giác của mình là một cái giác quan rất là kỳ diệu. Thông thường thì mình chỉ để ý những cái giác quan như là nhãn quan, mình thích ăn mặt đẹp đúng không, rồi mình ăn ngon, hay là mình thích những cái gì đó mà sờ chạm, thích tay. Nhưng mà thật ra khứu giác là một cái giác quan mình ít khi nghĩ tới những cái phép màu nho nhỏ của nó. Thật ra não bộ thì mình thì có phần não trái và não phải đúng không? Trong đó não trái thì chức năng là gì ta? Não trái thì em nhớ là thiên về những cái như là tính toán, những cái khoa học, những cái lý trí nhiều hơn là còn não phải thì não phải là thiên về cảm xúc, thiên về những cái cảm xúc của mình, cảm nhận của mình. Thì chia sẻ với các bạn đó là trong năm giác quan thì duy nhất chỉ có cái giác quan đó là khứu giác là cái giác quan có thể tác động trực tiếp tới cái não phải. Cái tín hiệu truyền dẫn của dây thần kinh trực tiếp đến não phải mà không thông qua cái việc là process, là xử lý thông tin ở não trái rất là nhanh. Và chính vì vậy là khứu giác, thực ra chính cái khứu giác của chúng ta là một cái khứu giác tác động mạnh mẽ nhất đến cái vùng mà quyết định cảm xúc, và đặc biệt hơn đó chính là ký ức. Đó là lý do khi mà đôi khi mình ngửi một cái mùi hương, tự nhiên mình nhớ lại một cái ký ức ngày xưa. Có thể là ký ức của người yêu cũ, đúng không? Có thể là ký ức của những người thân, có những ký ức, thậm chí là những ký ức mà những cái ký ức mình không vui, mình ghét. Đó. Thì khi mà mình hiểu rằng khứu giác của mình quyết định rất là nhiều đến cái cảm xúc của mình á, không những chỉ mình mà còn với cái người đối diện, thì mình sẽ nhận ra là cái việc vận dụng mùi hương, ở đây là nước hoa ha, mình nói về nước hoa, để mình gây lên những cái tác động ảnh hưởng một cách tích cực tới người khác là một cái lợi thế rất là lớn trong giao tiếp. Và mình hoàn toàn có thể sử dụng mùi hương hay là nước hoa để trở thành một cái người trợ lý, một cái lớp trang phục vô hình giúp cho mình đạt được một cái mục đích giao tiếp tích cực. Nói chung là giao tiếp có chiến lược mùi hương, đúng không? Mình gây ấn tượng một cách có mục đích, có chiến lược để mà mình có thể gây ấn tượng một cách tốt nhất đối với người đối diện, để mà họ sẽ có cái cảm nhận tốt về mình, đúng không ạ? Thì về mùi hương thì em nghĩ là cái việc mà nó gây cho mình một cái cảm xúc thì nó rất là quan trọng. Em nghĩ là mùi hương là một trong những cái mà cái phương pháp mà để giúp mình tạo ấn tượng rất là tốt. Tại vì đôi khi là tiếp xúc với một người, mình nghe cái mùi hương của họ, mình thấy cái mùi hương đó thú vị, là mình cảm nhận được, là mình sẽ cảm thấy thích cái việc là tìm hiểu họ nhiều hơn, đúng không ạ? Dạ vâng. Thì một câu hỏi cho Thảo nha. Thảo thử kể xem là thông thường một ngày Thảo sẽ sử dụng mùi hương như thế nào? Thông thường một ngày, nếu mà để bắt đầu một ngày mới thì sau khi mà thức dậy và mình vệ sinh, ăn uống các kiểu và chuẩn bị đi làm, thì em sẽ chọn một cái mùi nó, hôm nay là em thích cái mùi này, tâm trạng em đang như thế này thì em thích cái mùi nó dễ chịu đối với bản thân. Em nghĩ là cái mùi này sẽ làm cho em dễ chịu, cái mùi này sẽ làm cho em bắt đầu ngày mới tốt hơn, thì em sẽ chọn cái mùi nó như vậy. Như vậy là mình đang chọn mùi hương theo cái sở thích cá nhân, đúng không? Tôi thế này, tôi tính cách như thế này, thì trời hôm nay thế này thì tôi sẽ chọn cái mùi hợp với tâm trạng của mình, đúng không? Nhưng nếu như mà mình lồng vô một cái yếu tố nó trắc trở hơn chút xíu, đó là mình sử dụng mùi hương cách có mục đích, thì lúc đó cái việc mà mình cân nhắc cái yếu tố là sở thích cá nhân nó chỉ là một phần trong cái việc mình ra quyết định để mình chọn mùi hương, đúng không? Như vậy thì mình sẽ cần một chút xíu thời gian để mình nghiên cứu và cân nhắc một chút xíu để mình chọn lựa cái nước hoa không chỉ là phù hợp với mình mà còn là phù hợp với những yếu tố khác. Thì ở đây Ray sẽ chia sẻ với các bạn hai cái yếu tố quan trọng để mình cân nhắc rất kỹ lưỡng khi mình chọn một cái mùi hương nếu mà mình muốn gây ảnh hưởng tích cực. Thứ nhất đó là bối cảnh để mình sử dụng mùi hương. Thứ hai đó là đối tượng giao tiếp. Ray nói ví dụ như là bối cảnh sử dụng mùi hương, đúng không? Chúng ta có thể có nhiều bối cảnh khác nhau. Ví dụ như mình một cái mùi hương mình sử dụng để mình đi làm công sở,
mình gặp đồng nghiệp, mình tham dự những cái buổi họp, mình ký hợp đồng, hay là những cái mùi hương mà mình sử dụng cho những cái buổi gặp gỡ bạn bè thông thường, rồi những cái bối cảnh khác như là mình hẹn hò chẳng hạn, đúng không, với crush, với người ấy, hay là những cái buổi party, những cái buổi tiệc tùng buông xõa với bạn bè, thì chúng ta có nhiều bối cảnh khác nhau. Rồi đối tượng giao tiếp nữa, đó là cái giao tiếp gần gũi thân mật một một như là Thảo và Ray đang ngồi với nhau, hay là những cái buổi mà giao tiếp có đông người hơn, nhóm người chẳng hạn. Và cái đối tượng giao tiếp của chúng ta thì là nam hay là nữ, tuổi tác như thế nào, sở thích của họ như thế nào, những cái yếu tố nào mà làm cho họ có một cái gu và một cái quan điểm nhất định. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị lựa chọn một mùi hương, chúng ta cần cần rất là sâu sắc để mình để ý đến những cái yếu tố như vậy, đúng không? Ví dụ như bây giờ Ray ra một cái bài toán nho nhỏ cho Thảo nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn một mùi hương, mình đi gặp crush vào một ngày trời Sài Gòn se se lạnh, khá là bất thường, thì Thảo nghĩ là Thảo sẽ chọn mùi hương như thế nào? Nếu mà đi gặp crush vào một ngày se se lạnh của Sài Gòn thì em nghĩ là em sẽ thích những cái mùi nó skin scent hơn, nó kiểu như là cái mùi nó gần da với mình và nó mang cho mình cái cảm giác là ôm trọn mình, với lại cảm giác là phải tới gần hơn thì mới có thể ngửi được cái mùi đó. Và cái mùi nó sẽ làm cho người ta là tò mò về cái mùi đó, cái mùi nó sẽ tạo lên cái việc ấm áp, cái việc ấm áp, và họ phải gần lại, họ phải tiến lại gần mình hơn, họ phải tới gần hơn thì họ mới thể có thể là cảm nhận được cái mùi đó. Và em thích như vậy. Cái thật chơi Sài Gòn, nếu như mà chơi Sài Gòn có thể se se lạnh một chút thôi thì đã cảm thấy rất là muốn ở gần gũi một ai đó rồi, đúng không ạ? Em nghĩ vậy. Đúng không? Thì có nghĩa là mình đã rất là cân nhắc tới cái mục đích giao tiếp của mình là mình muốn gần người ta hơn, đúng không? Nói một cách vui là như vậy. Thì khi mà mình muốn chọn cái mùi hương để người ta gần với mình hơn thì mình sẽ có xu hướng là mình chọn cái mùi hương nó gần gũi, nó ấm áp, nó những cái nốt như là mớt xạ hương, hay những cái nốt như là amber, là những cái nốt đó, hay là những cái nốt gỗ như là đàn hương. Thì đó là những cái mùi hương mà khiến cho người ta cảm thấy bình an, cảm thấy gần gũi và cảm thấy muốn lại gần, đúng không? Rồi ngược lại, nếu như cũng là một cái buổi hẹn hò với bạn bè mà Thảo gặp một cái bạn bạn khác giới đi, bạn đó là friend zone, chỉ coi nhau là bạn thôi, thì Thảo sẽ chọn mùi hương như thế nào? Em nghĩ là nếu như mà gặp bạn bè bình thường là chỉ đến mức friend zone thôi thì em sẽ chọn cái mùi nó thiên về cá tính của mình hơn, có nghĩa là mình có thể bộc lộ cá tính của mình qua những cái mùi hương rất là khó ngửi, người mọi người hay gọi là khó ngửi và rất là kén da hoặc là như thì mình có thể sử dụng những cái mùi hương nó cá tính như vậy để mà bạn của mình đôi khi là họ sẽ cũng sẽ tò mò như vậy, và mình sẽ thể bộc lộ được cá tính thoải mái với bạn bè của mình Đó là mấu chốt, đúng không? Thực ra mình không cần thiết phải là một nghệ sĩ mùi hương hay là một cái chuyên gia về mùi hương để mình có thể chọn một cái mùi hương đúng cho riêng mình. Mình chỉ cần bỏ một chút xíu thời gian để mình nghiên cứu những cái ý mà chị Ray vừa nói, đó là bối cảnh giao tiếp và mục đích giao tiếp, thì mình có thể chọn lựa mùi hương phù hợp. Thì cũng như Thảo nói đó, ví dụ như mình đi gặp bạn bè, nếu là bạn bè một cái nhóm bạn bè có thể thân mật xuồng xã thoải mái với nhau thì mình có thể thoải mái bộc lộ cá tính, đúng không? Mình thích mùi hương như thế nào thì mình có thể chọn mùi hương như thế đó. Nhưng mà giả sử như trong cái nhóm bạn đó có một cái người đang để ý mình đóng vào friend zone thì mình cũng nên cẩn thận. Nếu như mà mình mặc những cái mùi hương mà nó có xu hướng là nó hơi gọi là gợi cảm một chút xíu, hấp dẫn một chút xíu, thì nhiều khi mình có thể phát ra những cái tín hiệu sai, không đáng có, và người ta có thể hiểu lầm cái mục đích giao tiếp của mình. Bởi vì như Thảo thấy mà, mùi hương nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cảm xúc. Cảm xúc thì nó không có giải thích được. Thích là thích, không thích là không thích, mến là mến, không mến là không mến, đúng không? Cho nên bằng cái việc là mình để ý cái mùi hương mà mình sử dụng á, mình có thể hoàn thiện hơn cái mục đích giao tiếp của mình. Ở đây thì chị thấy một số cái mùi hương Thảo có chuẩn bị nè. Rồi ví dụ như chị sẽ đưa ra một số những cái bối cảnh khác nhau để Thảo có thể chọn lựa và gợi ý cho chị Ray và các bạn một số những cái gợi ý mùi hương ha. Ví dụ như Ray có thấy một số bạn hỏi trong cái video, trong cái câu hỏi trước khi mà mình bắt đầu live, đó là bạn rất là cần tìm những cái mùi hương mà mang tính chất là có thể sử dụng thoải mái trong công việc,
đặc biệt là khi mà gặp khách hàng ký hợp đồng thì mình có thể chọn cái mùi hương gây cái hảo cảm ngay ban đầu. Thì nếu như là Thảo thì Thảo sẽ chọn mùi hương như thế nào? Ở đây thì em có chuẩn bị một số mùi mà em nghĩ là trong từng bối cảnh nó sẽ phù hợp. Ví dụ như là nếu mà mình có một mùi, mình muốn dùng một mùi hương mà mình có thể sử dụng cho công việc, giống như là mình đi làm, mình đến công sở hoặc là mình gặp đối tác, thì em nghĩ là mình nên chọn cái mùi nó an toàn, đúng không chị? Thì một cái mùi mà nó sẽ không để người ta là cảm thấy là quá ngợp trong cái mùi đó. Thì em nghĩ là ở đây thì em, nếu mà bạn là nữ, nếu như là em thì em sẽ chọn cái mùi là em bắt son của nhà chế tác Olivia Gacobetti. Thì đây là cái mùi mà nó, cái hướng đó là sẽ không quá, cái độ tỏa của nó không quá cao. Và cái mùi nó chủ yếu là bằng những cái hoa như là hoa lúa mì, hoa hoa trắng, những hoa trắng, thì nó có cảm giác là rất là, em có thể xịt chút xíu cho chị cảm nhận. Thì một cái mùi này em cảm thấy là nó không có bị, gọi là mình có thể sử dụng trong cả cái thời tiết Sài Gòn, cũng trong những ngày nắng nóng, mà cũng có thể sử dụng trong cái nhiệt độ của cái văn phòng làm việc. Và nó sẽ tạo cảm giác là rất là, cái mùi này nó rất là nhẹ nhàng và nó mềm mại, là tạo cảm giác cho mình là nó không có bị quá gò bó và không có mình làm bị căng thẳng. Cái em nghĩ là vậy. Chị ra ngửi thử xem. Như vậy thì cái mùi khá là green, khá là xanh. Thì Thảo đã nói một cái ý mà Ray rất là muốn gửi gắm đến các bạn, có nghĩa là bối cảnh giao tiếp ở đây của chúng ta đó là văn phòng, đúng không? Văn phòng in-house trong nhà, và với cái nhiệt độ là tương đối mọi, đa phần là chúng ta sẽ mở máy lạnh, đúng không? Nhiệt độ khoảng 26 độ C. Thì cái một trong những yếu tố rất quan trọng để mình cân nhắc khi mà mình sử dụng mùi hương đó, đó là nhiệt độ. Khi mà chúng ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản, đó là khi mà nhiệt độ càng cao thì cái các phân tử mùi hương nó chuyển động càng nhanh hơn và mũi chúng ta sẽ ngửi mùi rõ hơn ha. Thì nếu mà nhiệt độ càng cao mà chúng ta sử dụng những cái mùi quá nồng đó, thì nó sẽ tạo hiệu ứng là nó rất là đậm đặc và rất là khó chịu. Và khi cái nhiệt độ vừa phải thì chúng ta cũng có thể dễ sử dụng mùi hơn. Cái thứ hai khi mà chúng ta cần lưu ý trong cái bối cảnh là tương đối là trang trọng, lịch sự như là văn phòng hay là gặp đối tác, đó là cái khoảng cách gọi là silage. Silage là cái khoảng cách mà người ta có thể ngửi thấy cái mùi hương của mình á, đừng có nên quá xa. Ví dụ như bạn chọn những cái mùi hương nó quá bung tỏa, ví dụ bạn bước vào phòng một cái là mọi người ở trong cái phòng họp có thể ngửi thấy mùi của bạn hết, thì rất là không nên. Chúng ta nên có cái sự kín kẽ ở trong mùi hương, ở cái khoảng cách ví dụ như cỡ này là được ha. Thì để mà mình xác định được cái phần đó thì mình nên chú ý là mình cần xịt trước cái mùi nước hoa đó để mình coi cái khoảng cách mùi hương nó tỏa tới đâu trước khi mình thực sử dụng ha. Thì những cái mùi hương có tông xanh, citrus là như là cam chanh đó các bạn, nhẹ nhàng và nó có cái mùi hương nhẹ của nước á, thì đó là những cái sự lựa chọn khá là an toàn. Bạn không cần thiết là bạn phải biết tất cả các nốt của mùi hương, nhưng mà chúng ta đều có mũi mà, đúng không? Khi mà mình ngửi mình có thể cảm nhận được ngay và bạn có thể chọn cách dễ dàng hơn. Ví dụ như là sao ta, tiệc tùng này như thế nào? Tiệc tùng thì mình sẽ là mình quẩy mà, đúng không? Thì em nghĩ là tiệc tùng thì mình sẽ chọn những cái mùi nó gọi là nó sành điệu và nó kiểu như nó phá cách một chút cũng được. Nó sành điệu và nó lại tạo cho người ta cảm giác là mình rất là phóng khoáng và mình rất là vui vẻ. Thì em nghĩ là cái mùi mình để mà có thể thích hợp cho nữ mà dùng trong những cái dịp tiệc tùng đó là mùi Playing with the Devil. Thì đây là một cái mùi mà nghe cả cái tên thôi là đã cảm thấy là rất là tiệc tùng, rất là party. Đó là Playing with the Devil, là trêu đùa với quỷ. Thì em nghĩ là cái mùi này nó khá là kiểu, nó khá là quậy, nó khá là quậy á. Kiểu đây là một mùi mà hương hoa nhưng mà nó có kết hợp với lại những hương trái cây và đặc biệt là cái hương gỗ, hoắc hương và đàn hương. Thì đây là một cái mùi mà em cảm thấy là em sẽ sử dụng khi mà mình nếu mà có một cái tiệc tùng gì đó, nếu mà bạc thi mà cần phải bung xả hết mình thì sẽ là một cái mùi nó rất là tốt. Vì độ bám của cái mùi này nó cũng tương đối tốt, thì mình có thể quẩy sau hàng giờ nhưng mà nó vẫn còn bám lại một tí. Em chỉ ra ngửi thử xem. Đó.
thì Ray rất là thích đặt câu hỏi, tại vì thông thường đặt câu hỏi là bạn Thảo sẽ nói hết tất cả những cái ý mà Ray cần truyền tải. Như các bạn thấy thì ví dụ như bối cảnh là một cái club đi, một cái bữa tiệc tùng mà các bạn có thể rất là thoải mái chơi đùa nhảy múa, hát hò, đúng không? Và trong những cái thời điểm như vậy chúng ta rất là dễ đổ mồ hôi. Dạ, đúng không? Thì chúng ta nên lưu ý là dù là club hay là gym hay là những cái môi trường, những cái bối cảnh mà chúng ta dễ đổ mồ hôi đó, thì mình nên lưu ý cái cơ địa và mồ hôi của mình ha. Cái mồ hôi của mình nó có nặng mùi không? Mồ hôi của mình là mồ hôi dầu hay mồ hôi muối? Thì nói một chút xíu về cái việc thế nào là mùi tự nhiên của mình qua cái mùi mồ hôi ha. Thực tế cho thấy thì cái mùi cơ thể tự nhiên của bạn có nghĩa là chưa có bất cứ cái mùi hương nào khác như là nước hoa hay là dầu tắm hay những cái sản phẩm mùi hương khác. Khi mà chỉ có mình với mình thôi, những cái mùi hương chỉ riêng mình thôi, thì nó sẽ quyết định rất là lớn bởi cái trạng thái sức khỏe của bạn. Bạn có ăn kiêng không? Bạn có ăn nhiều hành tỏi không? Bạn có uống nhiều rượu, nhiều cồn không? Bạn có tập thể dục không? Thì những cái điều đó nó ảnh hưởng đến trạng thái của mình và nó sẽ làm nên cái mùi cơ thể tự nhiên của mình. Thì ngoài ra mình, cái lỗ chân lông và cái mồ hôi của mình nó cũng sẽ hấp thụ một phần những cái sản phẩm mùi hương mà mình sử dụng, như là dầu tắm rồi dầu xả ABCD, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi những cái mùi hương đó lên cơ thể của mình, nó phản ứng với cái mùi hương tự nhiên của cơ thể của mình, thì nó sẽ ra một cái mùi hương khác. Đó là lý do có thể là cái mùi hương Playing with Devil này lên người, lên da của chị Ray và lên da của Thảo sẽ ra những cái mùi hương khác nhau nhẹ một chút xíu, đúng không? Và mình lưu ý là ví dụ như những cái bối cảnh như là club, khi mà ra rất nhiều mồ hôi như vậy, thì mình chọn những cái phương án mùi hương nào mà quyện được với cái mùi mồ hôi của mình, ra một cái mùi hương thứ nhất không được khó chịu, đúng không? Thứ hai là không cần thiết nó phải quá dai đâu, nó dai vừa phải thôi. Tại vì nhiều khi những cái mùi hương mà có cái nốt hương dried out, những cái nốt hương cuối ấy, khi mà trên da của mình quá lâu á, nó có xu hướng là nó sẽ phản ứng cái mùi mồ hôi của mình, nó ra những cái mùi chua. Cho nên là mình chọn những cái mùi hương có cái độ lưu hương vừa phải và nó hợp với cái mùi mồ hôi tự nhiên của mình ha. Đó, tại vì khi mà mình nhảy ra này kia, mình rất là gần với người khác, đúng không? Tự nhiên mình nhảy một cái lúc độ nào đó mà thấy tự nhiên thằng dừng và tự nhiên ra xa, là hiểu rồi, đúng không? Đó, thì đó là những cái tips mà Ray nghĩ là sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Bối cảnh mình phải hiểu rất là rõ, cái nơi mình đến, cái nơi mình giao tiếp, mình phải nghiên cứu trước là nhiệt độ phòng ở đó là bao nhiêu, nó ở trong nhà hay là ở ngoài trời, bối cảnh đó là trang trọng hay là thoải mái vui tươi, đối tượng giao tiếp của mình là ai, đối tượng giao tiếp của mình là bạn bè hay là người yêu hay là người lớn tuổi hay là những cái người mà có những cái sở thích rất là khác nhau. Thì nếu như mà mình có thể tự chọn lựa cái mùi hương không những là phù hợp với cái cá tính của mình mà còn phù hợp với cái tạm gọi là hợp với người khác, để người ta ít nhất người ta không cảm thấy là cái mùi này khó chịu quá, đúng không? Thì mình đã có một cái phần vô hình, mình nhiều khi mình không để ý tới là mình đã rất là thành công trong giao tiếp. Thì Ray sẽ kết lại một chút xíu bằng những cái nên và không nên khi lựa chọn nước hoa ha. Thứ nhất á, trong việc lựa chọn mùi nước hoa hợp với tính cách của mình và hợp với bối cảnh, thì rất là nên trong cái việc là mình phải tìm hiểu rất là kỹ thông tin. Tại vì ở đây mình sử dụng giao tiếp có chiến lược với mùi hương mà, thì mình phải bỏ thời gian để mình nghiên cứu, đúng không? Chứ không phải là lên trên mạng search một cái gì đó, thấy một cái celeb rất là nổi tiếng quảng cáo, thấy những cái quảng cáo rất là lung linh, rồi nghe người bạn bên cạnh nói có vẻ cái mùi này thơm lắm nè, rồi mình chọn. Nhiều khi nó sẽ không chính xác. Nó phải đến từ thứ nhất là cái khứu giác của mình, mình là người quyết định cái mùi hương nào hợp với mình. Và cái thứ hai là mình là người hiểu rõ nhất cái bối cảnh và cái đối tượng giao tiếp của mình ha. Rồi ngoài ra thì mình cũng nên đầu tư một chút xíu vào những cái mùi hương mà chất lượng. Chất lượng ở đây là khi bạn ngửi, bạn có thể cảm thấy là cái mùi hương nó vừa phải và nó tác động cách tích cực đến mình. Có những cái mùi hương mà bạn cảm thấy nó khá là nồng, hay là cảm thấy là tại sao nhiều người thích mà mình không thích, thì mình hãy chọn cái mình thích, chứ không phải là mình chọn cái mà người ta nghĩ là mình thích. Đó là những cái mà gợi ý của Ray. Dạ, em cũng thấy như đôi khi là việc mình chọn mùi hương đó, đôi khi là
nếu mà mình chọn không đúng vào trường hợp, không đúng vào bối cảnh, đôi khi là mình sẽ bị bản thân mình bị sốc, mà sốc mùi hương mà người đối diện mình đôi khi cũng sẽ bị sốc. Giống như là có những lúc mà em đến công ty nhưng mà hôm đó em xịt một cái mùi nó rất là nồng và nó rất là đậm đặc á, thì sau khi lên công ty ngồi một tí là đầu quay là không thể nào mà tiếp tục đó. Nên là nếu mà trong những trường hợp như vậy thì chị Ray nghĩ là nên làm thế nào để có thể cái mùi hương của mình nó giảm đi bớt, để mình có thể không có bị choáng ngợp và cũng không có để gây ảnh hưởng với người khác đó. Thì chị Ray nghĩ như thế nào? Thật ra giống như là mình nêm nếm món ăn mà nó lỡ nó mặn quá thì như thế nào, đúng không? Nhưng thật ra khi mà cái mùi hương nó đã lên da mình và nó phản ứng với cái cơ thể của mình rồi á, thì thật ra cái cách hiệu quả nhất là nếu như bạn có thể là, hoặc là bạn thay quần áo, bạn tắm đi để nó bớt cái mùi đó đi, hoặc là bạn có thể ra ngoài nơi mà thoáng gió. Như các bạn biết, nguyên lý rất là đơn giản, đó là cơ thể và cái làn da của mình càng ẩm thì nó sẽ lưu hương càng lâu. Nhiệt độ càng thấp á, thì mùi hương nó sẽ tồn tại khá là lâu. Thì ví dụ mình tăng nhiệt độ đi, ví dụ ra ngoài thời tiết nóng thì mùi hương nó sẽ bay nhanh hơn, đúng không? Rồi đó, mình thay đồ rồi thay xiêm y như vậy thì nó cũng giảm được phần nào. Ngoài ra thì mình có thể ở trong cái không gian, ví dụ như có sử dụng cái khuếch tán mùi hương trong không khí, như là những cái mùi như là chanh hay là mùi bạc hà, thì những cái đó nó cũng có một phần tác dụng, đó là nó sẽ gọi là giảm đi những cái mùi như vậy, thì mình có thể tận dụng. Để mà có thể tiếp tục với những cái câu hỏi cụ thể hơn mà các bạn xem đã gửi tin nhắn đến cho Ca Concept nhờ chị ra giải đáp, thì em xin được đọc một số câu hỏi mà các bạn đã gửi cho Ca Concept và chị Ray. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Hồng Kỳ, thì không biết bạn có đang xem livestream hay không, nhưng mà hy vọng là có thể bạn đang xem và có thể nghe được câu trả lời của chị Ray ngay lúc này. Thì bạn Hồng Kỳ hỏi là khi đi đàm phán với khách hàng thì nên chọn loại mùi hương nào để có thể có thiện cảm với người ta, có thể có thiện cảm với mình, và mùi hương nào mang lại sự tự tin. Thì cái này nó là hai ý, đúng không? Thứ nhất, bản thân bạn phải tự tin với cái mùi đó, mình không thể mặc một cái mùi hương mình không thích được, đúng không? Và cái thứ hai là mình cần một cái mùi hương tương đối gây hảo cảm và an toàn, đúng không? Thì thật ra ở trong cái bước gọi là cân nhắc bối cảnh và đối tượng giao tiếp, có một cái bước bạn phải đi sâu hơn, có nghĩa là bạn nên tìm hiểu cái người mà ra quyết định ngày hôm đó. Ai là người ra quyết định? Thật ra nhiều khi trong cái cuộc họp rất là đông người, đúng không? Làm sao mà mình có thể chiều lòng mọi người? Nhưng mà nếu như mình có chiến thuật giao tiếp thì mình tập trung thôi. Ai là người ra quyết định? Tính cách người đó như thế nào? Màu sắc người đó thích là gì? Âm nhạc thích là gì? Nếu như mình có thể hỏi được ngày càng tốt, đúng không? Thì từ những cái gợi ý đó mình hoàn toàn có thể phỏng đoán, và mình nghĩ giống như là mình chọn quà cho bạn. Ví dụ như một cô gái mà thích thiên nhiên dịu dàng và thích những cái gì handmade thì mình cũng dễ tặng quà, đúng không? Thì nó cũng tương tự với việc chọn mùi hương, thì bạn có thể chọn những cái mùi hương mà có nốt nhẹ nhàng, không có quá gọi là aggressive, nghĩa là không quá hơi hiếu chiến á. Những cái mùi mà nó có xu hướng là quá gỗ hay quá khói, hoặc là quá thể hiện cái leadership của mình á, thì nó nhiều khi người ta cũng sẽ khiến người ta cảm thấy là hơi quá, đúng không? Thì mình chọn những cái nốt an toàn như là citrus, hoặc là nghiêng về cái tông biển marine thì cũng khá là an toàn. Như hồi nãy là Thảo có cái gợi ý một cái en passion, đúng không? Dạ đúng rồi, en passion này là một cái mùi em nghĩ là sẽ phù hợp với, có nghĩa là nó sẽ không bị làm cho người ta cảm giác là mình quá thể hiện bản thân, hoặc là mình quá quá hiếu chiến giống như chị Ray nói. Vâng, hy vọng là bạn Hồng Kỳ đã có thể nghe được câu trả lời của chị Ray. Và nếu như mà có thứ hỏi thêm gì thì các bạn có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Chị Ray sẽ và Thảo sẽ cùng mọi người giải đáp những câu hỏi đó. Và câu hỏi thứ hai là từ bạn Tạ Thị Bích. Em có một thắc mắc là nước hoa theo thời gian thì mùi của nó thay đổi như thế nào ạ? Cụ thể là em có dùng một lọ nước hoa bla 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 75ml, thời gian đầu em rất ưng và tự tin khi xịt, nhưng sau một thời gian em cảm nhận rằng mùi bị nồng hơn,
Sau một thời gian em có cảm nhận rằng mùi bị nồng hơn, và mỗi lần xịt em cảm thấy hơi bị đau đầu, nên em lại càng sợ ảnh hưởng đến khách hàng, đồng nghiệp và những người làm việc cùng. Thì giờ em không dám dùng mùi này nữa, nhưng vẫn tiếc vì lỡ mua chai to nhiều quá. Với kinh nghiệm của chị thì chị có thể đưa ra gợi ý cho em trong trường hợp này không ạ? Em cảm ơn chị nhiều. Thì ở đây thì Ray có một số cái chưa rõ lắm về câu hỏi của bạn. Thứ nhất là cái điểm rất quan trọng Ray muốn nghe, đó là sau một thời gian không biết là bao lâu, ví dụ như là một vài tuần hay là một vài năm chẳng hạn, thì để Ray tư vấn rõ hơn. Nhưng mà cái câu hỏi, thực ra câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc cũng khá là nhiều người. Ở đây Ray sẽ nói ba ý. Đầu tiên á, thì bạn cần đảm bảo là hy vọng là cái lọ nước hoa này là lọ nước hoa chính hãng. Tại vì điều đầu tiên tại vì thật ra các bạn để ra một cái lọ nước hoa ra thị trường thì cái giai đoạn mà test sản phẩm trước khi mà bạn gửi ra ngoài của một cái nhà hương hay là một cái nhà sản xuất rất là kỹ. Cho nên là những cái trường hợp bị như vậy thì chắc chắn là họ không muốn đâu. Cho nên là với lại những đây là những cái mùi bởi vì nó quá nổi tiếng, cho nên là ngoài nhiều khi mình mua nhầm cái hàng không phải authentic, mình cũng không biết nữa. Cho nên là Ray hy vọng cái trường hợp này bạn hỏi là bạn đã check, là bạn đã kiểm tra, là đảm bảo là cái nước hoa này đúng là nước hoa chính hãng ha. Trường hợp cái yếu tố thứ hai Ray muốn đề cập, đó là thông thường rất là nhiều người tiêu dùng bình thường họ sẽ có thói quen và có cái cách chọn và mua mùi hương, đó là khi mà mới xịt nước hoa yêu cái là mua luôn. Đúng không? Mua liền ngay lúc đầu thử. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự các bạn, nước hoa cũng giống như mình tưởng tượng một câu chuyện có mở bài, thân bài và kết bài, hay là một bức tranh sáng tối, hay là một đoạn nhạc có mở đầu, cao trào và kết thúc, thì nước hoa cũng như vậy. Có nghĩa là sẽ có cái đoạn mở đầu khi mà nước hoa mà mình mới xịt ra bên ngoài sẽ có cái sự gọi là ấn tượng ban đầu. Sau đó thì cái bản hương đó nó sẽ có cái sự thay đổi nhẹ từ cái bản mở đầu cho đến cái vào giữa, nó gọi là từ top note qua heart note, đúng không? Rồi cuối cùng khoảng 4-5 giờ sau, những cái nốt hương mà nó lưu trên da của mình á, gọi là dry down hay là base note. Thì có khi chúng ta thích cái nốt hương ở tầng đầu tiên và chúng ta mua ngay. Nhưng mà chúng ta quên mất là nó còn thay đổi nữa đến tầng giữa và tầng cuối của nước hoa. Thì như vậy là nhiều khi ở cái tầng giữa và tầng cuối mình không thích nữa. Và mình cảm thấy là cái nước hoa gì mà không có đúng gì hết, nước hoa gì mà lừa tôi hả? Hay là cái nước hoa này có vấn đề rồi. Thì mình nên cân nhắc là mình có vội vàng mua khi mà mình thử nước hoa hay không. Đôi khi bạn thích cái top note chứ bạn không có thích cái base note. Cái top note nó rất là bung tỏa, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà base note nó rất là nồng chẳng hạn. Cái yếu tố thứ ba thì nó liên quan tới cái cụm từ sau một thời gian. Sau một thời gian thì nó sẽ liên quan tới cái việc là bạn bảo quản nước hoa. Thì cũng giống như là những cái sản phẩm khác, chúng ta thường, tại vì nước hoa có cồn mà, đúng không? Có dung môi, có cồn nước hoa. Thì cái việc mà mình giữ nước hoa ở trong điều kiện như thế nào nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái tình trạng của mùi hương nước hoa. Thì nước hoa bạn sẽ tránh tuyệt đối ánh sáng trực tiếp của mặt trời, nơi nhiệt độ nóng, bụi, bởi vì nó sẽ khiến cho cái quá trình oxy hóa diễn ra nhanh và nó gây nên những cái, khi mà nước hoa nó không còn đúng theo cái công thức ban đầu, cấu trúc của nó thì nó sẽ khác thôi. Cho nên bạn lưu ý là bảo quản nước hoa ở cái nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời ha. Có nhiều người thích bảo quản nước hoa trong tủ lạnh, thì Ray cũng khuyến khích là nếu như mà bạn luôn luôn dọn sạch tủ lạnh và bạn đảm bảo là cái nước hoa của mình có một cái khu riêng, hoặc là bạn dành hẳn một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ để bạn đựng nước hoa, nếu bạn để nước hoa rồi gần đó là cá là rau thì đúng không, nó cũng ảnh hưởng đến mùi của mình đó ha. Cho nên bạn lưu ý, thứ nhất là nước hoa có chính hãng không, thứ hai là bạn có để ý đến cái sự biến chuyển của mùi trong quá trình chọn không mà trước khi bạn mua, và thứ ba là quá trình mà bạn bảo quản nước hoa. Còn câu nào nữa ta? Đây, câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Hoàng Tường Vi. Thì bạn hỏi là
mỗi người có sở thích và độ mẫn cảm với mùi hương khác nhau. Nếu mùi hương mình đang dùng không mang lại hiệu ứng như mong muốn mà lại làm cho đối phương khó chịu, bị dị ứng hay gợi lại ký ức buồn của họ. Vậy để phòng những trường hợp như em nói trên thì mình cần lưu ý điều gì khi chọn hương ạ? Và nếu tình huống như trên xảy ra thì nên khắc phục như thế nào vậy chị? Câu hỏi rất là sâu sắc, rất để ý đúng không? Như hồi nãy chị Ray nói là cái việc mà mình chọn mùi hương, nếu mà trong giao tiếp á, nó không phải là chỉ cho mình mà còn ảnh hưởng người khác nữa. Tại vì cái mùi hương nó còn bay mà, đâu phải trên mũi người mình đâu. Thì bạn hỏi rất là đúng, cái việc đó là bạn lo sợ là mang lại cái hiệu ứng không mong muốn đúng không? Bây giờ nói trước khi chuẩn bị và sau khi chuẩn bị nha. Thì mình đã có công là mình đã rất là nghiên cứu bối cảnh giao tiếp, đối tượng giao tiếp, cái anh, cái cô đó, cái chị đó, bác đó như thế này thì nên sử dụng một cái mùi hương này. Mình đã, nếu mà mình đã nghiên cứu tới như thế rồi mà cái mùi hương mình chọn lỡ mà nó trùng với một cái ký ức nào đó mà người ta không vui, như hồi nãy chị Ray giải thích là ai mà biết hết được ký ức của người kia đúng không? Dù là một cái mùi hương nước hoa rất đắt tiền, ví dụ như cả em Passion, một cái mùi hương rất là đắt tiền, nhưng mà lỡ đâu là mùi hương người yêu cũ người ta dùng, bây giờ người ta ngửi cái mùi hương đó người ta không vui thì làm sao mà mình kiểm soát được đúng không? Làm sao mà tránh được những cái những chuyện không mình không biết được. Đúng rồi. Thì khi mà chúng ta đã cố gắng hết sức mà không được thì đành thôi đúng không? Thật ra nó cũng sẽ quay lại cái vấn đề là bây giờ mình muốn bỏ cái mùi đó đi, bây giờ làm sao? Thứ nhất, cách tốt nhất nha, bạn đi tắm đi. Bạn dùng cái mùi hương khác, nó trung hòa lại cái mùi hương để cho mùi hương của mình nó bớt đi thật là nhiều. Bạn thay đồ, bạn ra cái, hoặc là bạn ra những cái nơi mà thoáng gió để cái mùi hương nó bốc hơi nhanh hơn, hoặc là ở gần đó bạn có, nếu mà có xịt khử mùi hay gì đó mình có thể dùng. Và nếu như trong cái không gian mà có thể sử dụng là những cái thiết bị khuếch tán để khử mùi, bạn nên dùng. Thì đó là trong trường hợp bây giờ một cuộc họp rất quan trọng đúng không, mình muốn gây ấn tượng thì mình phải dùng như vậy. Hy vọng là bạn Tường Vi đang xem livestream và có thể giải đáp được câu hỏi của bạn. Và nếu như có muốn hỏi thêm thì bạn nhớ để lại câu hỏi ở phần bình luận nha. Và câu hỏi thứ tư, câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Khánh Huyền. Thì bạn hỏi là trong các cuộc gặp cá nhân, giữa việc chọn một mùi hương phù hợp với sở thích cá tính của mình so với việc chọn một mùi hương hợp mũi với người đối diện để tỏ phép lịch sự, thì chị thường chọn phương án nào và tại sao? Này là hỏi cá nhân Ray hay là em Ray cho lời khuyên? Em nghĩ là chị Ray hãy trả lời theo cá nhân đi. Tại vì em nghĩ là câu hỏi này thì cũng xoay quanh cái việc là giống như mình anh giờ đã nói là cái việc giữa chọn giữa sở thích hay là chọn giữa cái bối cảnh, thì em nghĩ là nếu như chị Ray thì chị Ray sẽ chọn như thế nào? Thật ra thì nếu như mà bạn có nghiên cứu và bạn đầu tư công sức một chút xíu á, thì bạn hoàn toàn có khả năng chọn được cái sự lựa chọn mà nó trung hòa được cả hai cái. Có nghĩa là mình thích cái mùi đó và cái mùi đó cũng được chấp nhận. Thì đó là cái sự hài hòa nhất đúng không? Thì không lẽ tệ đến mức mà mình thích cái mùi mà mình nó quá dội mà mình vẫn gọi là bất chấp để mặc một cái mùi rất rất là khó chịu với người khác để mình đi gặp họ đúng không? Thì cái cách ở đây, nếu như thông thường á, tại vì hôm nay chủ đề của mình là gây ảnh hưởng với mùi hương, bạn sử dụng mùi hương theo mục đích giao tiếp, có nghĩa là bạn muốn gây nên một cái hảo cảm, một cái thiện cảm với người khác về mình đúng không? Như vậy thì so với cái việc trung hòa giữa sở thích cá nhân và bạn biết chắc chắn cái mùi người đó sẽ thích, thì bạn sẽ nhường cái tỷ lệ phần trăm cho việc ra quyết định vô cái việc là bạn nhường cho người ta một chút đi, đúng không? Ví dụ như một cái người bạn rất lâu rồi mình không gặp bạn ấy, gặp lại có 2 tiếng đồng hồ thôi, bạn ấy rất là thích mình mặc cái mùi này, mình cũng thích nữa, nhưng mà mình thích mùi kia hơn, đúng không? Mình thích mùi này, mình cũng thích mùi này, nhưng mà mình sẽ chọn cái mùi hương mà bạn thích mà mình cũng thích, hơn là mình thích nhưng mà bạn không thích, đúng không? Thì mình nên trung hòa cái việc đó. Ồ, có nhiều câu hỏi quá. Tiếp nè. Tiếp là có một bạn hỏi trong bổ sung trong phần livestream là nước hoa có hạn sử dụng không ạ? Nếu có thì là bao lâu? Điều kiện bảo quản tốt nhất là gì? Có người bảo bỏ nước hoa trong tủ lạnh để bảo quản.
Có phải tất cả nước hoa đều chứa cồn không ạ? Nhiều quá ha. Câu này nhiều quá. Dạ. Thì nói về cái phần mà bảo quản nước hoa thì hồi nãy Ray cũng có chia sẻ với các bạn đó. Có nghĩa là mình nên, không nhất thiết phải là tủ lạnh. Dạ. Nhưng mà bạn nên, yếu tố quan trọng nhất là phải tránh ánh sáng mặt trời. Bạn đừng có để ngay cửa sổ rồi chắc chắn nó sẽ dễ bị oxy hóa. Tủ lạnh thì vẫn được, nhưng mà như Ray nói ha, đừng có để mà trong một cái tủ lạnh rất là nhiều thứ, thịt rau cá kế bên thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái việc bảo quản nước hoa. Thông thường Ray nói cái thời gian trung bình cho cái hạn nước hoa của một trái nước hoa thì nó thông thường khoảng 3 năm ở trong tầm đó. Nhưng thật sự nếu như mà bạn bảo quản tốt á, có nghĩa là bạn rất là cưng nước hoa của mình, bạn cho nó một cái tủ kiến ở một cái gian rất là đẹp, sạch bụi, mỗi ngày bạn nói chuyện với nước hoa của mình chẳng hạn như vậy, thì cái tuổi thọ, cái mùi hương nó cũng có thể kéo dài lâu hơn. Sự là như vậy. Thật ra có trường hợp là hơn 5 năm mùi hương cũng rất là đẹp. Và có khi em còn nghe nói là mùi hương đôi khi là để càng lâu thì cái mùi đó nó lại càng đẹp hơn, nó lại càng có, nó lại khác đi. Và câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Phương Ti Tsunami, vậy khi thử nước hoa mình phải chờ để trải nghiệm hết các nốt rồi mới chọn, hay có cách nào để trải nghiệm nhanh hơn không ạ? Chào bạn Phương Tsunami, Ray rất là hiểu cái nỗi lòng của bạn, nhưng mà thật ra đối với mùi hương chúng ta không có nên hấp tấp. Mùi hương là một cái nghệ thuật chậm, trong tất cả những nghệ thuật thì mùi hương là một cái nghệ thuật Ray nghĩ là chậm nhất, tại vì Ray trải nghiệm cái quá trình điều hương là thử từng nốt một, từng cái sự kết hợp một giữa những cái nhóm mùi, từng tỷ lệ một, thì điều hương rất lâu, lâu lắm, cho nên là mình có mùi hương mình dùng rồi thì mình chịu khó kiên nhẫn một chút xíu. Những cái nhà hương hay là những cái mà bạn bán hàng, mà bạn bán mùi hương nước hoa mà các bạn tin ý và các bạn biết cách tư vấn thì các bạn thông thường sẽ nhìn như thế này nè, có nghĩa là sẽ có một cái que hay là một cái miếng giấy, các bạn thử mùi, viết tên mùi hương đó để bạn không có bị quên. Và bạn có thể bỏ vào một cái miếng kiến, hoặc là bạn kèm vào một cuốn sách, hay là bạn cứ ngửi như vậy. Bạn có thể lúc sau bạn quay lại cũng được mà, hoặc là một vài tiếng sau bạn quay lại, thì nó sẽ đảm bảo cho sự lựa chọn của bạn hơn. Tại vì rất là nhiều người, như trường hợp hồi nãy Ray có đề cập đó, đó là rất là thích những cái top note, những cái mở đầu của nước hoa, nhưng mà sau đó khi mà vào cái tầng giữa hay là vào cuối của nước hoa bạn không thích nữa. Thì để tránh rủi ro thì Ray nghĩ là mình chậm một chút xíu nó hay hơn ha. Hoặc là bạn có thể đọc review, đúng không? Nhưng mà như Ray nói, nó cũng khá là rủi ro, rất là nhiều người review 5 sao, cũng giống như phim thôi, có những bộ phim người ta thấy rất là hay nhưng mà mình coi em thấy bình thường, hoặc là có những bộ phim người ta thấy bình thường mình thấy rất hay, đúng không? Kiên nhẫn một chút nha. Câu hỏi tiếp theo, giá trị một chai nước hoa, cách để xịt nước hoa vào người tốt nhất ạ? Kiểu như xịt chỗ nào thì ít bị bay đi nhất? Bạn đặt câu hỏi như vậy. Thì như hồi nãy Ray nói, cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc đó là mùi hương nó sẽ lưu lâu trên da mình đó. Đó là thứ nhất, cơ thể của da của mình lúc đó phải ẩm ha. Thì thời gian tốt nhất để bạn có thể xịt nước hoa có thể là khi mà bạn vừa tắm xong, thì lúc này cái lỗ chân lông của mình nó còn nở và nó còn khá là đẫm nước. Bạn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm dưỡng thể để mà cái da của mình nó cung cấp theo độ ẩm. Nhưng mà nhớ là những cái sản phẩm dưỡng thể đó nó nên không có mùi. Tại vì nếu mà bạn mặc một cái mùi ví dụ Nivea chẳng hạn, rồi bạn dùng một cái mùi nước hoa đè lên thì nó không có đúng mùi nước hoa, đúng không? Mình có thể sử dụng Vaseline chẳng hạn, là những cái sản phẩm rất là dễ tìm. Những cái vị trí mà bạn có thể giữ nước hoa được lâu đó là những cái nơi mà có mạch đập, ví dụ như là cổ tay nè, cổ tay, đúng không? Ngoài ra thì mình còn một cái vị trí mình rất là hay quên, đó là đằng sau khuỷu chân của mình. Để khi mà các bạn bước qua thì cái làn hương của bạn lưu dấu, nó lướt qua một cách rất là nhẹ nhàng, khá là tinh tế, đúng không? Nhớ nha, những cái vị trí có mạch đập. Và bạn cũng có hỏi thêm một câu là nước hoa dạng xịt với nước hoa dạng rắn để bôi thì loại nào tốt hơn ạ?
nó không khó mà nói được cái ý là cái nào tốt hơn, nhưng mà nó quan trọng cái phần đó là bạn thích cái nào hơn, bạn cần cái nào hơn. Thông thường nước hoa dạng xịt thì bạn có thể xịt thì nó giống như nó cái hình ảnh khá lãng mạn đúng không? Bạn xịt bạn bước qua màn mưa nước hoa là bình thường. Sẽ có một số người họ hơi dị ứng với thành phần cồn. Yeah. Hồi nãy có cái bạn hỏi ý là nước hoa có những dạng nào ngoài cồn đó. Yeah. Thì nước hoa dạng cồn nè, dạng rắn là dạng sáp nè, hoặc là họ không dùng cồn ở cái base của nước hoa, ở cái dung môi của nước hoa, mà họ dùng những cái dầu thực vật như là dầu jojoba, dầu này dầu kia khử mùi và không dùng cồn. Thì nước hoa rắn nếu như mà bạn muốn mang theo bên người và khi mà bạn xịt nước hoa không có gây phiền người khác á, thì Ray thấy nước hoa rắn cũng là một cái sự lựa chọn khá là hay. Bạn có thể mang một cái lọ nước hoa nhỏ theo bên người, bạn thoa nhẹ mà không có ảnh hưởng đến người khác là ok, cô này mới thoa nước hoa nó nồng quá. Hoặc là đơn giản là bạn không thích cồn thôi, bạn thích cái gì đó thiên nhiên lành tính hay là thực vật, sáp thực vật. Nhưng một cái nhược điểm mình có thể cân nhắc thêm đó là thông thường cái nước hoa sáp thì cái khả năng giữ mùi của nước hoa sáp nó tương đối là nó thấp hơn so với việc là bạn sử dụng nước hoa cồn, là sử dụng là dung môi là cồn nước hoa. Yeah. Thì bạn có thể cân nhắc vào mục đích sử dụng, nơi sử dụng để bạn có thể chọn ha. Dạ yeah, vâng. Bạn này không để tên nên là em cũng không biết bạn tên gì, nhưng mà bạn có hỏi một câu là giá trị của một chai nước hoa nằm ở đâu, công thức mùi hương khó tạo hay là nguyên liệu khó tìm, nhà điều chế nổi tiếng hay do tên tuổi của cái brand đó quyết định. Cái này là câu hỏi hay câu trả lời? Đây là bạn hỏi câu hỏi là mình xác định giá trị bằng công thức, bằng nguyên liệu hay là bằng nhà điều chế hay là bằng cái tên tuổi của cái nước hoa đó, thì chị Ray nghĩ như thế nào ạ? Ray nghĩ nó là sự tổng hòa của rất là nhiều thứ. Và em nghĩ nó sẽ dựa vào cái cảm nhận của mình nữa. Tại vì thật ra giá trị với ai, ví dụ như giá trị với bạn thì nó phải là một cái mùi hương hợp với bạn. Thì hợp với bạn thì bạn sẽ nhìn vô cái nguyên liệu, tại vì bạn sẽ hợp với một số nguyên liệu nhất định đúng không? Nhưng mà ví dụ như giá trị với thị trường nói chung đi, thì nó sẽ bắt đầu ví dụ như bạn nhìn một cái mùi hương của một cái nhà mốt nổi tiếng, Chanel, nhà cũng là nhà nước hoa, hay là những cái nhà mốt CK gì đó, thì bạn thấy cái tên tuổi của họ lớn thì bạn cũng cảm thấy ồ đây là một cái mùi hương của một cái tên tuổi lớn, mình cũng đáng mua đúng không? Hay là nhà điều chế nổi tiếng, dĩ nhiên nhà điều chế thì sẽ ít người biết hơn, nhưng mà những cái người mà thật sự quan tâm và thần tượng là Jean Alain thì bạn thấy là nó cũng quyết định đến cái quan điểm của bạn về giá trị của một lọ nước hoa. Thì Ray nghĩ đó không thể là một cái câu trả lời mà cho mọi tình huống được, nó sẽ tùy thuộc. Có một bạn đặt câu hỏi khá là thú vị. Bạn Yumi Bonchis, bạn đặt câu hỏi là Ka Concept và chị Ray có thể thử lựa chọn những chai nước hoa có thể sẽ phù hợp với ba người nổi tiếng sau đây được không ạ? Leonardo DiCaprio và Michael Jackson và SNSD Kim Ji-yeon. Đầu tiên là anh tài tử Leonardo đúng không? Yeah. Thì Leonardo chứ không có đây, nhưng mà Ray nghĩ đầu tiên là Chris Adventus. Rất là thành đạt, dưới nướng và rất là nhìn rất là chỉnh chu và rất là đúng rồi, bảnh, rất là ok fan girl. Rồi nếu là Thảo thì Thảo sẽ chọn cho Leonardo là những mùi nhà. Em nghĩ là nếu như mà em thì em sẽ chọn mùi ở của nhà Ferrismon là mùi moisturizer, một cái mùi nó thiên về cái kiểu ở đây không? Mùi thì em không có để ở đây, nhưng mà nó là một cái mùi nó tạo cho mình cái cảm giác là cái người đó họ có cái nội tâm rất là gọi là hoang dại, rất là phóng khoáng và rất là gọi là mấy cái anh rất là manly, rất là mấy anh mà rất là mặc dù là trong và vẻ ngoài mặc dù là to con bậm trợn, nhưng mà ở trong lại là cái nội tâm rất là đẹp đẽ, rất là dịu dàng với con gái ấy, rất phụ nữ ấy. Nên là em nghĩ là với Leonardo thì em nghĩ là mùi moisturizer, nếu mà em được chọn cho Leonardo thì em sẽ chọn mùi moisturizer. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu thử cái mùi đó, một mùi rất là hay và mùi
mùi, mà có nghĩa là Thảo nghĩ là nếu như mà mình có chọn quà cho bạn nam của mình á thì mình sẽ chọn mùi đó. Vâng. Còn Michael Jackson thì sao? Michael Jackson là một cái minh tinh huyền thoại đúng không? Có những bước nhảy cuốn hút. Nếu mà Michael Jackson thì có nghĩa là cũng hơi khó nha chị. Thôi Michael Jackson thì hơi khó, tại vì mình thấy bên ngoài là rất là hào nhoáng và rất là nổi tiếng, minh tinh. Em nghĩ là Michael Jackson thì có thể là sẽ hợp với những mùi nó nghệ sĩ. Nó nghệ sĩ như là NOSB. NOSB là một cái mùi hương mà nhà chế tác là một nhiếp ảnh gia, và ông đi rất là nhiều nơi, đến rất là nhiều nơi, và cuối cùng là ông tìm ra được, ông chế tác ra được một cái mùi nước hoa mà gồm chủ yếu là gồm những cái mùi chủ yếu là gia vị, bằng những hương gia vị giống như là cái hương mà mình hay nấu ăn, là cái hương gọi là em quên mất cái hương nó làm gì, nhưng mà như là tiêu hoặc là tiêu quế hồi, vâng đúng rồi đó, thì những cái mùi đó nó kết hợp lại tạo ra một cái mùi rất là nghệ sĩ, rất là hay. Và em nghĩ là nếu mà Michael Jackson thì chọn cái mùi mà nó gọi là nó ấm áp như vậy thì nó nghệ sĩ như vậy thì sẽ phù hợp với Michael Jackson. Còn cô nàng Kim Taeyeon. Kim Taeyeon thì thật ra nếu mà nữ Kim Taeyeon, một cô gái trông rất là dễ thương Hàn Quốc và rất là nhẹ nhàng, thì em nghĩ là có thể là một trong những cái mùi giống như là mùi Vulivu Culture Avec Moi này, thì rất là một cái mùi mà nó được kết hợp chủ yếu là hương trái cây và hương hoa. Em tự xem xét. Dạ vâng. Thì em nghĩ là mùi này sẽ dùng thích hợp với những bạn nữ mà nhẹ nhàng, thích thể hiện mình, nhưng mà kiểu như cũng trong cái cá tính của mình nó có sự dịu dàng, và cái bề ngoài của mình mặc dù rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cá tính của mình nó không đơn giản như là cái vẻ ngoài của mình. Vậy ra cái mùi hôm nay nó phù hợp. Vâng là một cái mùi mà thì mình có thể thấy là cái việc mà mình chọn nước hoa cho người khác khó hơn nhiều so với cái việc là mình đến từ mình, đúng không? Tại vì mình chọn nước hoa người khác nó không chỉ đơn thuần đến từ cái việc là mình nhìn cái vẻ ngoài của họ như thế nào, mà mình còn hiểu hơn về cái thế giới nội tâm của họ nữa. Nhiều khi họ biểu hiện bên ngoài cho đa phần số người là như vậy, nhưng thực ra cái thế giới nội tâm của họ chưa chắc mình hiểu hết. Cho nên cái việc mà chọn một cái mùi hương nước hoa cho người khác, giống như khi mà bạn tặng quà nước hoa, thật ra nước hoa là một cái món quà khá là kén và khá là khó tặng. Thì nếu như mà bạn thực sự hiểu về cái người mà đối tượng mình sẽ tặng hay là đối tượng mình sẽ chọn nước hoa thì bạn sẽ chọn dễ hơn. Còn nếu như mà bạn chỉ phỏng đoán thì nó sẽ là 50-50, nó sẽ có cái sự may rủi ở trong đó. Thì thông thường những cái nốt hương mà nó mang tính chất là nó sẽ tạo cái sự gần gũi, ấm áp, tin cậy, nó sẽ nghiêng về cái tông gỗ hơn, và nó có cái sự ngọt nhẹ của những cái nốt hương như là vanilla, hay là những cái nốt hương sạch và gần với da như là xạ hương musk, thì bạn có thể cân nhắc những cái nốt hương này. Nếu như đó là một cái người mà có tính cách vui vẻ, nghịch ngợm, khá là hoạt bát, thì bạn có thể chọn những cái mùi hương nó cũng nghịch ngợm như vậy, có nghĩa là những cái nốt hương citrus, những cái nốt hương cam chanh vui vẻ, hoặc là những người mà có tính cách khá là lãng mạn hay là mộng mơ, thì bạn có thể chọn những cái nốt hương mà khá là nhiều những cái nốt hoa trắng ở trong đó, như là rất là nhiều những loại hoa như là tuberose đó, hay là lài, hay là những cái nốt hương mà rất là được hay sử dụng làm những cái nguyên liệu chính ở trong nước hoa, thì bạn có thể cân nhắc những cái nốt hương này nhé. Mình còn câu hỏi nào không ta? Thật ra là các bạn gửi cũng rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà có một số câu hỏi các bạn hỏi nó nội dung nó gần giống nhau á, nên là chị Ray và Thảo sẽ tổng hợp lại những câu hỏi chung để giải đáp những thắc mắc chung của mọi người. Và có một câu hỏi của bạn Lê Bình Quang, thì bạn hỏi là mình thích những mùi nhẹ nhàng, nhưng nghe nói nước hoa mùi hương nhẹ nhàng thanh mát thì sẽ có độ lưu hương không lâu bằng những mùi có hương nồng ấm, thì không biết có đúng như vậy không ạ? Vì mình đang muốn tìm một loại mùi hương nhẹ nhàng nhưng có thể lưu lại lâu trên cơ thể.
Thật ra thì đây cũng là một cái câu hỏi mà nhiều bạn ở những cái thời tiết nóng như là ở Sài Gòn thì cũng sẽ quan tâm, đúng không? Mình thích những cái mùi hương nó hợp với thời tiết, nhưng mà nó đừng có gọi là nó nhẹ quá rồi nó bay nhanh này lại không thích, đúng không? Thì thật ra giải thích chút xíu ha, thì thông thường trong cái nguyên liệu nước hoa thì các bạn thấy là những cái nguyên liệu mà nó có cái gọi là cái kích thước, cái độ nặng nặng hơn thì nó sẽ nằm trên da của mình lâu hơn. Và những cái nguyên liệu mà nhẹ hơn thì nó sẽ bốc hương, bốc hơi nhanh. Thì nó có nguyên liệu rất là đơn giản về độ bay hơi thôi. Thì thật ra vẫn hiện giờ thì vẫn rất là nhiều tạo hương mà có thể giải đáp được cái vấn đề này cho bạn. Có nghĩa là vẫn có cách tạo hương để mà cái sự mát và cái sự nhẹ đó nó kéo dài và nó vẫn có cái độ lưu hương nhất định. Có nghĩa là vẫn có cái độ lưu hương, nhưng nếu như mà so với những cái nốt hương mà có cái độ đầm hơn, bởi vì bản chất nó là sự khác biệt về nguyên liệu rồi, như là gỗ hay là những cái nốt hương như amber thì chắc chắn là nó sẽ khó so với nhau. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Ở đây thì đây chị nghĩ là cái Enfaxon nó giải quyết được khá là tốt cái vấn đề này. Thì cái cách duy nhất mà bạn có thể chọn đó là bạn phải thử trên da của bạn thôi, không phải là giấy nha, phải là trên da của bạn. Bởi vì giấy nó không có cái yếu tố là cái cơ địa, cái mồ hôi của bạn nó sẽ không có nói được. Nếu như mà rồi còn thời tiết nữa, nếu như mà bạn chọn một cái mùi hương dù là cái độ lưu hương tốt hay chăng nữa, nhưng mà bạn đi ra một cái thời tiết rất là nắng nóng và bạn đi cả ngày như vậy thì cũng khó cái mùi hương nào mà nó lưu hương và nó đáp ứng được cái điều đó, đúng không? Ở đây thì tôi nghĩ là Enfaxon ở đây có sự lựa chọn khá là hợp cho bạn. Nhưng mà tại bởi vì nếu mà gợi ý ra một cái tên nước hoa cụ thể thì nó sẽ không đúng được với nhiều trường hợp, cho nên là Ray sẽ gợi ý về cái nốt hương thôi. Thì khi mà bạn đọc cái bản mô tả của một cái nước hoa sẽ có những cái nốt hương đầu, hương giữa, hương cuối, và bạn nhìn vào đó bạn có thể dễ chọn lựa hơn. Bạn cũng có hỏi một câu nữa là có phải mùi hương tự nhiên tốt hơn mùi tổng hợp? Chị Ray có thể giải đáp không? Chà, cái này không như làm chủ đề lắm, nhưng mà Ray sẽ trả lời một chút xíu. Thứ nhất là mình phải xác định là tổng hợp và tổng hợp bao nhiêu phần trăm. Tự nhiên là tự nhiên bao nhiêu phần trăm, đúng không? Và khái niệm tốt và xấu là bạn đang đề cập tới cái vấn đề nào. Thì chia sẻ một chút xíu ở cái góc độ là cá nhân thôi. Thì ở Nhật thì Ray học về cả hai mảng, đó là Perfume Design và Aromatherapy. Perfume Design thì như các bạn biết là rất là nhiều khi sẽ sử dụng những cái gọi là Aroma Chemicals, có nghĩa là những cái chất tổng hợp synthetic. Và ngược lại, Aromatherapy là thuần thiên nhiên, chỉ có tinh dầu thiên nhiên thôi. Thì quan điểm của Ray không có phải là mình tách bạch cái này là tốt, cái này là không tốt. Nhưng nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào mục đích của bạn sử dụng. Nếu như chúng ta nói rằng thiên nhiên là tốt thì bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa, bao nhiêu rừng sẽ đủ để cho cái nhu cầu thiên nhiên của con người, bạn thử nghĩ xem. Và thật ra khi ngày xưa, ở bây giờ ai cũng thiếu thời gian hết, đúng không? Và không phải ai cũng có thể hái hoa, ép tinh dầu ra, dùng tinh dầu thiên nhiên. Và họ cần rất là nhiều thời gian để chăm sóc nhà cửa. Đó là lý do mà mình có nước xả làm mềm vải, mình có nước giặt. Thì cái gì mà dùng nhiều quá cũng không tốt, thì đó là cái câu trả lời của Ray. Ví dụ như trong thiên nhiên thì có những cái nguyên liệu nó mang tính chất là nếu như bạn lấy hoàn toàn từ thiên nhiên nó rất là ghê rợn. Ví dụ như em biết musk đúng không? Dạ. Musk lấy từ đâu? Musk có nhiều loại, như là musk, nếu mà musk động vật thôi, mình không là lấy từ cái tinh chất của cái con cầy hư thì để con trồ với con hư được, con hư được. Thì để lấy được musk xạ hương gọi là natural, đó là nó xuất phát từ động vật, và cách mà người ta có thể lấy nó, người ta phải giết cái con đó, người ta làm hại nó, thì đó là một cái phương án không có nhân đạo. Hoặc là civet là một trong những nguyên liệu nước hoa được rất nhiều người thích, có cái sự sexy ở trong đó là do civet rất là nhiều. Thì họ lấy civet bằng cách là họ tra tấn cái con cầy hương ở trong không gian rất là nhỏ, và họ cạo cái mài, cái lớp vết thương của con cầy hương để người ta có thể xử lý và người ta lấy cái tinh chất. Thì nếu như chúng ta chỉ nghĩ là natural, tất cả cái thiên nhiên đều tốt, thì Ray nghĩ trong trường hợp này nó không đúng. Và ngược lại, nếu như là synthetic đi, bình thường nếu như mà mình sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm nước xả làm mềm vải tổng hợp rất là nhiều,
Nhưng mà nếu như mình sử dụng cái nồng độ không đúng mà dùng nhiều quá, nó cũng gây ra cái hiệu ứng khó chịu. Ví dụ như những ngày vừa rồi có một cái ngày mà mới giặt xả mền xong thì lúc đó chị Ray phơi ra, nhưng mà phơi chưa quá lâu cho nên là cái mùi nước xả ở trong nó còn rất là nhiều, và đêm đó không có ngủ được là bởi vì cái mùi nó nồng quá. Nhưng mà sau đó mình phơi đi, nó bay đi bớt mùi, nó về bình thường thì mình cảm thấy dễ chịu trở lại. Thì câu trả lời của Ray dành cho bạn đó là bạn sẽ cân nhắc vào cái mục đích sử dụng của bạn. Nếu như mà bạn cần cái sự trị liệu, có nghĩa là bạn cần có sự chăm sóc về tinh thần và sức khỏe, thì bạn nên sử dụng những cái sản phẩm có thành phần thiên nhiên nhiều hơn. Còn nó là trong mùi hương nha. Còn nếu như bạn đơn thuần, bạn có những cái mục đích cụ thể như là làm thơm đơn thuần, thì bạn có thể sử dụng những sản phẩm tổng hợp, thì nó vừa có yếu tố lợi thế về giá thành và tiện dụng nhanh hơn rất là nhiều ha. Thì bạn có thể cân nhắc vào cái mục đích của mình, bởi vì cả hai cái đều có những cái lợi và những cái không lợi khác nhau. Dạ, có một bạn vừa đặt câu hỏi ở trên livestream này là bạn Trang Trang. Xin chào bạn Trang. Xin chào bạn. Bạn hỏi là em đang tìm một loại nước hoa mùi chủ đạo là hoa sen. Em đã dùng qua rất nhiều loại nhưng hầu như không có. Chị Ray có thể gợi ý một số brand hoặc tạo ra không ạ? Câu này dễ thương quá ha. Gợi ý một số brand hoặc tạo ra. Rồi. Ray sẽ chia sẻ một chút xíu ha. Mùi nước hoa chủ đạo là hoa sen. Thật ra trong các nguyên liệu mà chúng ta làm nước hoa các bạn, một trong những nguyên liệu rất rất khó lấy tinh dầu đó là hoa hồng. Ray nhớ ở khoảng 0.01% tỷ lệ cho ra tinh dầu thôi. Cho nên để lại chiết xuất ra hoa hồng, tinh dầu hoa hồng, thì người ta cần rất là nhiều hoa, nhiều nguyên vật liệu, nhiều rất là nhiều công ở trong đó. Cho nên giá thành của tinh dầu hoa hồng rất cao. Và có một cái hoa mà còn khả năng cho tinh dầu còn thấp hơn hoa hồng nữa, đó là hoa sen. Hoa sen thì khả năng cho tinh dầu rất 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 là thấp. Cho nên cái việc mà sử dụng cái tinh dầu hoa sen thì thường cho mục đích là nghiên cứu. Cái thứ hai là rất là ít cho cái mục đích là trị liệu aromatherapy, mà phải có một cái mức chi phí rất là cao thì mình mới có thể mua được tinh dầu hoa sen các bạn. Và thực tế thì cái tinh dầu hoa sen trong thực tế nó... cái mùi của hoa của tinh dầu hoa sen, Ray không nghĩ là nó giống với cái tinh dầu, cái mùi hương hoa sen bạn tưởng tượng đâu. Bởi vì khi mà bạn ngửi cái bông hoa ở ngoài đời thực á, bạn ngửi rất là nhiều thứ, không phải là chỉ từ bông hoa đó mà còn là cái không khí ở xung quanh bông hoa đó nữa. Cho nên cái tinh dầu hoa sen không có nghĩa là nó sẽ giống y với cái mùi hoa sen bạn ngửi được đâu. Và chính vì vậy cái mùi hoa sen thực chất Ray có từng dịp ngửi qua thì nó khá là nhạt. Rồi Ray nghĩ là không có nhiều người thích mùi này đó, thì cho nên là nếu mà bạn nghĩ là tinh dầu hoa sen nó sẽ giống như cái mùi hoa sen á thì nó sẽ không đúng ha. Cũng giống như là hoa sakura vậy. Hoa sakura thực tế có ít đến hầu như không có mùi, nhưng mà chúng ta ngửi ra rất là nhiều hoa sakura từ các tạo hương của Dior chẳng hạn, rất là thích ở thị trường Nhật Bản. Thì những cái mùi hương hoa đó nó gọi là fantasy, có nghĩa là người ta sẽ, các nhà điều chế mùi hương họ sẽ nghĩ ra một cái ý niệm, họ cảm nhận cái mùi hoa hay mùi lá hoặc là cái thực vật đó với họ là như thế, và họ sẽ dùng những cái phương pháp, những cái kỹ thuật của mình để tạo ra cái mùi hương mà thể hiện nên cái quan điểm và cái bức tranh đó trong đầu họ, chứ không phải là lấy từ cái tinh chất của cái hoa đó. Đúng rồi. Không biết là còn các bạn nào đặt thêm câu hỏi gì cho chị Ray không ạ? Chắc cũng lâu đúng không? Mình dự định là được một tiếng. Vì nếu mà các bạn không có thêm câu hỏi nào thì chắc là chị Ray sẽ chọn ra ba câu hỏi hay nhất để trao quà nha. Đây có một bạn comment là Leonardo làm cho mình nghĩ tới Tuyết Tùng cho ấn tượng với tranh bút chì của Jack. Rồi... cái câu hỏi mà Ray chọn để trao quà, khi nào mình sẽ trao quà cho các bạn ta? Chị Ray sẽ công bố câu hỏi hay nhất trong livestream ngày hôm nay, và các concept sẽ dựa vào cái người đặt câu hỏi, và các concept sẽ chủ động liên lạc với các bạn để trao phần quà đến tận địa chỉ của các bạn, đến tận tay của các bạn. Vì trong hiện tại thì các bạn cũng biết là chúng ta đều phải ở nhà vì sự ảnh hưởng của virus corona 19. Thì các concept sẽ chủ động liên lạc và trao phần quà đã tận tay đến cho các bạn. Thì tiêu chí chọn câu hỏi hôm nay là
sẽ rất là khớp với cái chủ đề, đúng không? Cho nên thật ra khá là nhiều, tất cả các câu hỏi của các bạn gửi về khá là hay, nhưng mà không chọn được hết, chọn 3 câu thì Ray sẽ chọn với cái câu hỏi mà nó gắn với cái chủ đề nhất. Vậy em xin tổng hợp lại là các bạn, chị Ray đã chọn câu hỏi của bạn Trần Khánh Huyền, bạn Trần Hoàng Tường Vi và bạn Tạ Thị Bích. Và Kai Concept sẽ chủ động liên lạc với các bạn để có thể xin địa chỉ cũng như là thời gian mà các bạn có thể nhận quà. Và nếu như không có bạn nào đặt thêm câu hỏi gì thì chắc là chị Ray và Thảo sẽ tạm thời chia tay với mọi người ở đây và hẹn gặp mọi người ở một livestream nói về mùi hương một buổi khác. Nếu mà có dịp thì sẽ tổ chức tại workshop tại Kai Concept và có thể mời được các bạn đến trực tiếp để trao đổi với chị Ray hơn.